trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Mình à, hôm nay tôi muốn ra chợ mua một ít nữ trang. Mình đi với tôi nha. Tôi bận rồi, mình rủ người khác đi đi. Tôi biết là trước đây á, tôi mần những chuyện không phải với mình. Tôi hứa với mình, từ rày trở đi á, tôi sẽ sửa đổi tính tình. Mà mình á, mình cũng đừng có xưng tôi với cô hoài. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Tôi sẽ sửa dần. Từ lúc cưới nhau tới bây giờ, tôi với mình cũng chưa bao giờ cùng nhau đi ra ngoài. Hay là bữa nay mình ra chợ, mình đi mua sắm với tôi nha. Mình đừng từ chối tôi mà. Cô mình đi đi, hôm nay tôi bận thiệt mà. Tôi thấy mình có bận cái chi đâu. Suốt ngày đọc sách mà bận cái chi chứ. Chắc là tôi nhờ nên mình mới từ chối. Vậy chắc chị Tư lớn nhờ. Mình không từ chối đâu hả? Nè, mình đừng có mỗi chuyện cứ lôi kéo người khác về chuyện của mình như vậy. Tôi nói đâu có sai đâu. Mỗi lần mà tôi nhắc về chị ta là mình nóng lòng liền mà. Tôi không muốn lôi kéo người khác về chuyện của mình để đụng chạm ảnh hưởng tới người khác thôi. Chẳng qua là mình xót chị ta cho nên mình mới nói câu đó. Người ta nói không sai mà, tình cũ không rủ cũng tới. Mình nhắc tôi mới nhớ, vừa rồi có một người đàn ông tìm đến tôi, nói là có quen biết chị với mình nữa. Cái gì? Là ai kiếm? Là người đàn ông nào chứ? Tôi không có biết ai hết à. Mình làm gì mà khẩn trương quá vậy? Biết đâu anh đó là bạn hay là người yêu cũ gì của mình tìm tới để thăm hỏi vợ chồng mình thôi. Nhưng mà gã đó nói chi với mình vậy? Nghe giọng của mình, tôi đoán là mình cũng đã nghĩ ra người đàn ông đó là ai rồi. Chẳng phải là, thì mình nói có người kiếm cho nên tôi hỏi đó thôi. Tôi quen biết gì chứ. Nè, mình đi đâu vậy? Chẳng phải mình cũng đoán ra được người đàn ông đó là ai rồi sao? Người tới tìm mình là ai chứ? Chẳng phải là anh ta đã bị xử rồi sao? Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.